Anh cứ hiểu một cái quy trình làm một cây sầu riêng để làm bông thế này. Đầu tiên là anh chuẩn bị hệ thống tưới. Thứ hai là cơ chế dinh dưỡng cho nó ăn, gọi là mình dự trữ sẵn. Thứ ba là bộ cơi lạ của nó như thế nào. Làm được một trại sầu riêng quyết định bởi cơi lạ trước. Cơi lạ và bộ rễ khỏe nó sẽ quyết định tới cái thành quả của anh là sẽ nuôi được bao nhiêu trại trên một cây. Thì khi mà em nói đó, một trại này ít nhất tối thiểu nó phải có 350 lạ mới nuôi được một quả. Tốt nhất là 400 lạ trở lên là đẹp. Thì cái dân lạ của anh nó sơ sát, nó hư hết thế này. Thì bây giờ anh có tưới, anh có làm gì, bây giờ cứ đọt ra là nó rụng đúng không? Thì vì nó quá yếu đi. Và người dân mình bị một cái thì anh này, khi nào làm trại rồi khi nào mới lo chấm. Không đây chấm trước. Nhưng mà chấm trước là... để mà dự trữ, ví dụ như những cây này, hai cây này sang năm đeo trại không rụng bao nhiêu, hắn rụng sinh lý đấy nha. Còn gọi là mình sẽ bỏ trại, còn mà chấm dính dưỡng nó sẽ rất là tuyệt. Cái này anh tưới hơi nhiều này. Cái này anh tưới mấy feet? Kiểu có thể cái voi mà ứng lên. Cái này đúng mà tưới anh phải lắp cái đầu cung, lắp cái loại voi sen á. Anh tưới như một cái em này. Chào giáo sư Liễu nha. Anh chỉ kẹo nước cho nó khoảng 120 lít thôi. Và anh kẹo là kẹo từ từ. Ví dụ như khi cái giai đoạn mà bữa giờ anh không mưa, ví dụ anh kẹo ngày nay là 70 lít, thì 4 ngày sau anh kẹo lên là 80-90 lít. Ngày tới anh kẹo lên 120 lít. Xong bắt đầu anh giảm lại từ từ. Gọi là cái đỉnh sinh trưởng mà ăn nước và ăn dinh dưỡng á, nó đang đi lên. Nhưng mà khi mình muốn cắt lại từ từ á, mình sẽ cắt nhẹ lại. Không thể nào đột ngột cút phát 150 lít 200. Nhưng mà anh đây em nói nó nước thế này là cần cả phí 500 lít. Đúng không? Hai ngày thì vô cút nục là về rồi đó. Thì anh cút nục thế này phát nặng nóng xuống, hơi ơn hơi nước bốc lên, nó làm một cái hiệu nhà kính, nó gọi như một cái lông hấp. Thì cái cơ chế của cây á, sốc nhiệt, cây sầu riêng nó sốc nhiệt là một, sốc phân là hai, sốc nước là ba, nó sẽ đào thải trái chắc chắn. Nên vì sao này những cái trại này em cầm cái nhà nó nhả hết khớp trại đấy đó. Thì cái này bây giờ là bằng biện pháp đầu tiên là giải độc đất cho nó, và là giải cái nhiệt của nó là anh kết hợp cái thằng khu mát 2 kg cho 1 ngàn lít. Anh đổ một cây này khoảng 70 lít, đổ từ gốc ra đổ mỏng làm sao nó ngập cỡ 2 phân 3 phân đều khắp cái vùng đấy này. Và cái dinh dưỡng của nó bởi vì anh bỏ như thế nào? 15 15 15. Hai được cái giai đoạn trại như thế này anh không phải kéo dinh dưỡng, nó phải 20 10 10. Kéo ít, một cây này một lần bọn chỉ cần 2 lượng nữa. Bọn đều ăn đều. Nhưng mình cấy 7 lượng. Ui chà. Cái này năm thứ mấy được mấy trại mà anh kéo 7 lượng ấy vậy? Thì còn những cái trại nhiều á thì cấy 2 tô là. Mà giai đoạn này cái đọt này nó đi đâu bao nhiêu đâu mà. Này. Cái cây này, bởi chằn này chứ. Chằn, nhưng mà cái giai đoạn anh làm cái cây này nó giữ bộ lá này không bao giờ nó rụng. Vì sao? Vì cái cơ chế hữu cơ này không có này. Đúng không? Anh không bỏ phân can nửa và anh không chấm lân cũng như DAP trước khi mà anh xiết bông xiết nước. Bỏ lân. Không có phân can nửa. Bỏ tháng 8. Không có DAP. Thì cái giai đoạn để làm cây này á, từ tháng 9 tháng 10 á, một cây này anh đã bỏ khoảng 5-7 kg gan nửa, dự trữ hữu cơ cho nhiều vào. Dự bỏ gan nửa được đấy. Bỏ được bình thường á, không sao cả. Cái thứ hai mà giai đoạn anh đi vừa đi nước vừa cho ăn phân đàng hoàng tới cái giai đoạn nó kẹo cái cơi này là anh cứ bọt phân bình thường bọt ít nhưng mà kẹo đều, tập cho cái cây nó ăn nhẹ và ăn từ từ thôi. Và cái giai đoạn đó là anh phải bọt DAP. Vì sao bọt DAP? Vì giai đoạn từ chuyển giao những cái tháng nó lạnh, thời tiết giữa ngày và đêm nó tranh nhau thì cái bộ rễ nó sẽ yếu và mẫn cảm lắm. Thì cái hàm lượng DAP anh kẹo vừa có 18% đạm, 46% lấy, nó sẽ giúp bộ rễ khỏe và ăn dinh dưỡng cực kỳ tốt. Thì khi đó mình vẫn kết hợp phú mát, phú mít để mà giúp bộ rễ khỏe, gọi là tạo cái bộ rễ nội lực thật khỏe, cơi đọt kẹo đều và để dự trữ dinh dưỡng. Nó sẽ cơi kẹo khoảng 2 cây rưỡi đúng không? Tới khi mà của anh đi mất cua có phải là cơi nó đang ra nó nhẹ nhẹ. Thì giai đoạn mà anh xịt nước á, là cơi vẫn ra nhưng mà sẽ đứng lại như thế này này, mà ra dài hơn xíu. Thì giai đoạn là mình vừa đưa nước vừa cho nó kéo nhẹ tới giai đoạn sổ nhụy. Thì quá trình này nó rất dài vì thực sự là anh sẽ có kinh nghiệm làm bông, nhưng mà anh mà hiểu một cái quy trình làm bông những cái năm đầu tiên thôi á thì những năm sau anh sẽ không bị vấp đâu. Năm đầu đấy đây là năm đầu,
khi năm đầu đây là một cái bài học kinh nghiệm để anh rút cho sang năm. Thì anh cứ chú ý ba điều cho em. Một là chuẩn bị dinh dưỡng hữu cơ mạnh và bộ rễ khỏe. Hai là chuẩn bị cái gian cơi đọt thật đẹp mạnh khỏe. Thứ ba là cơ chế ép nước, xiết nước, đi bông. Anh vô cây tự động thôi. Có nghĩa là cái này sai từ đầu là anh biết sao không? Hòa tay một vòng. Cái này là sạch cỏ đỏ đất, không có giữ được độ ẩm. Đây vườn anh em. Sạch cỏ đỏ đất anh em ạ. Anh không chuẩn bị được hệ thống tưới là nó sẽ bị mình thất bại là hầu như 50% ở cái này. Vì bây giờ anh cầm một cái bếp hệ thống tưới mà loại bếp nhỏ đây. Một cây đó nó tươi nó vừa mát cả cái khu vực xung quanh. Cái trường thanh nó phải hai cây đến một thì hai cái. Nếu mà chuẩn cho những năm sau nữa ba cái. Đây chia tầm giác ra. Cây sầu riêng ngoài tuyệt vời lắm. Cái bếp đó cái đường kính nó tươi ra khoảng cỡ 1.2 thôi. Thì mình giường nó giường tươi bổ rễ này và độ ẩm nó sẽ cái đất mình hay lắm. Anh tưới một chén nước xuống đây. Nhưng mà có phải là nó sẽ lan ra. Thì khi anh cung cấp nước ở đây nó sẽ lan ra và từ đất nó thẩm thấu nước. Nó hút nước vào, nó lan ra mà. Thì mình quan trọng mình dưỡng là dưỡng bồ rễ cạm này. Bồ rễ ăn dinh dưỡng. Chứ không phải là nhiều người cặp trong gốc là sai. Vì mình tưới trong gốc một thời gian dài như vậy, nó tạo cái môi trường thuận lợi cho nấm Phytophthora nó phát triển và hay bị thổi vỏ, nứt thân xì mụ. Là do cái độ ẩm trong gốc. Thì những cái cây này, mình sẽ chia cái bếp từ gốc ra phải 1m2 tới 1m4. Là đẹp, mình chia đều ra. Và mình chuẩn bị cơi đọt lên. Cái cành này anh để cái táo tán này là ok rồi. Khi những cái cành này thì nó hơi thấp, nhưng mà khi mà mình làm trải thì mình vẫn bon được mấy năm đầu á. Để ngoài có trải đâu. Dạ. Thì có nghĩa là dư dân trải nó phải đổ đấy. Sáng nó sẽ đổ đấy. Chứ không thể nào nó đổ đấy được. Nó sẽ chạm đất. Và nó sẽ gây cây của mình bị xấu đấy. Nó bị nuôi ở dưới mảnh quả thì bên trên nó sẽ xấu. Hình nuôi trên xuống nhá hả? Không, cây sầu riêng nó. Một xuống ngoài vô. Một cái đỉnh sinh trưởng đi lên trên ngọn. Nó nuôi trên ngọn. Sau nó xuống đây, nhưng mà những thằng này nó hấp thụ dinh dưỡng là 8/10 rồi. Thì cái đọt của mình có phải là những cái trên nó sẽ yếu. Thì những cái cây này đúng ra nếu mà làm từ những năm trước ấy, anh đã cắt bỏ đi. Anh nuôi từ cái tầng này đấy. Cái tầng này là cái đực này. Và anh đã chịu, anh ăn đỏ cái đã hạt đỏ. Anh chặn để làm sao? Để sau này nó tránh cái tỷ lệ là giỏ lắc, nó tét, nó xẻ cây. Thì những cái cây này là những cái cành cấp 2 anh chỉnh này. Đây cành cấp 2 anh chỉnh của nó đấy, rất là đẹp rồi. Thì mình ăn 3 năm đầu, tập trung ở đây là chủ yếu. Và trên đỏ là mình để từ lên và mình chia một cây này anh cứ tính nhá. 5 tới 6 tầng ăn. Một tầng 4 canh. Một canh này là cứ nuôi một canh chỉnh 3 trái. 3 trái. Những năm sau nó nuôi dưỡng những cái canh này ra nó nuôi cứ 2 quả, 3 quả. Thế một canh này em cho khoảng 11, 12 quả. Thì anh tính là khoảng 28 tới 30 canh thì anh nuôi bao nhiêu tả? Do giống Hà Nội hả? Đúng rồi. Thì mình phải xác định là từ những năm thứ hai á, mình tạo tán cái canh là mình ổn định từ ban đầu. Và mình không để nó cạnh tranh dinh dưỡng. Thì làm thế này là ok này, khoảng này. Cái canh thì em không chơi được đâu, vì nó khoảng cách rất là đẹp. Thì anh thấy những cái canh này, nuôi trại này chưa xong nó bắt đầu khô, cái này nó bỏ. Cái này cũng bỏ luôn. Thì mình đã dưỡng cái dinh dưỡng làm sao mà để mình kéo trước khi mình làm cơi, làm bông. Mình đã chuẩn bị bộ rễ khỏe, cơi đi đều. Và dinh dưỡng hữu cơ là phải giữ chứ không được thiếu. Nó phải buộc phải đề cỏ không? Dạ, và cái đề cỏ nó giúp anh thành công tới 70%. Khi anh đề cỏ rồi anh mới biết được vì sao đề cỏ thành công 70%. Vì giai đoạn mà cây như mùa này nó nặng cờ này, nó sốc nhiệt. Tươi vào nó sốc nước. Cái rễ sầu riêng như vậy nó rất mẫn cảm. Thì khi anh để được cái thảm cỏ, nó sẽ điều hòa cái nhiệt độ trong vườn anh. Nó điều hòa giúp cái rễ của anh phát triển một cách bình thường và đẹp nhất. Vì cứ cái một cái cây gì cũng vậy, khi mà cỏ nó che mát á, bộ rễ nó luôn ăn ở dưới cái lớp cỏ, cái rễ cỏ khoảng 2-3 phân. Anh nhổ cỏ lên là thấy rễ sầu riêng hoặc rễ cà phê liền. Thì nó đi ở dưới là nó sẽ chống được cái chạy rễ và nó điều cái cỏ này, cái hệ sinh thái của cỏ nó giúp điều tiết nhiệt độ trong vườn. Nên vì sao anh tới chỗ nào cây cỏ nhiều anh ngồi mát? Tại sao ngồi ngoài đường là nóng? Của mình một ngày vượt tiếng cò bên. Dạ. Thì có nghĩa là mình cái đấy không phải là anh sai, chẳng qua là anh chưa có kinh nghiệm á, thì mình sẽ điều chỉnh từ những cái cây ban đầu là để thảm cỏ, cải tạo đất. Và sau đó là dồn nội lực cho cây bằng cách phát triển bộ rễ mạnh. Như cái này là khó cứu.
Không, cái này vẫn bình thường, chẳng qua là giữa anh tưới thế này thì nó gọi là bị sốc nước và sốc nhiệt. Ông tưới rùng, ông tưới mưa xuống. Không tưới thiên rùng và mưa xuống sẽ rùng. Em nói nếu một vài ngày sau ở bốn hồ này, những cái vườn mà đeo trải đang nhỏ nhanh nhất là Thái, nó sẽ mưa xuống nó sốc một phát là nó sẽ rùng từ từ. Bây giờ muốn trồng rùng duy nhất làm một dự đồ ẩm được nhanh rồi thì bây giờ anh dùng thằng Humat á và anh đổ xả phá nước xả xuống gốc cho nó. Trại này là anh phun vi lượng combi, combi rồi đá lượng dính dưỡng của lan cái tây combi vì amino trăm cái hả? Dạ được hết. Và cái thằng canxi bo phá loạn thì anh sẽ phun cho trại dưỡng dưỡng trại. Không phun không cần hôn lát máy phun đó. Dạ cứ đề tải phun thì từng này thì một hai bình 20 lít chứ mấy, hai bình mà từ khi đúng ra hai can đọt một thằng. Còn cái cơ chế cây này không cần chặt đọt được, không cần, anh càng chặt đọt cây anh nó suy như anh nắm đó lấy kinh nghiệm đấy, đừng có tiếc. Như anh có bon đây làm một cây thấy một vai trời cũng không có ý nghĩa đâu. Cái quán nào bây giờ anh lấy kinh nghiệm xong anh làm cái thằng giống như này, cái đó mới giá trị. Chứ bây giờ anh thêm được vai trái này á, lạ đã sâu đã hư rồi, đúng không? Thì nó sẽ suy cây. Mà bây giờ giữ ăn á, thì đơn giản như vừa nay giữ tha hồ ăn. Giờ là mình vẫn giữ được trái, nhưng mà không để nó rụng hết. Ví dụ như cây này được mấy quả này thì phải giữ chứ. Mày thấy vậy thì tự nhiên nhé, bên dạ. Đây. Đây, mọi người nhìn cái cách cái đọt khi mà mình chặn quả thì nó khô à. Thế nên những cây này nó thật đẹp rồi. Đây, anh thấy không? Đấy. Khi nó giật học, giật tay lên. Khi mà bồ lạ mà dưỡng đẹp thế này này, đúng ra nó mình không sợ rủi sinh lý rồi. Do mình quản lý cái dinh dưỡng thôi. Đúng ra những tay này thì bỏ như làm gì anh? Thì không được phải ra đọt. Anh có mở co thủ phần cho bóng. Không biết thủ phần không? Biết ngay. Cái thủ phần nó thực sự những cái năm đầu á, thằng đại học, nó sẽ bị không bị mất học. Cái thứ hai là mình thủ phần năm đầu là mình tập cái ép cái vườn mình nó đi theo một cái quỹ đạo đó. Cái năm đầu làm trại là năm quan trọng nhất để mà nó lấy một cái cơ sở chuẩn cái năm thứ hai để mà đi năm thứ hai. Cái năm thứ hai, năm thứ hai thì anh đã có kinh nghiệm năm ngoài rồi thì anh phải khắc phục. Năm ngoài được mày chạy quân đâu có bất thể quân short á à. Được anh, năm ngoài không làm anh. Đây nhìn cây quả những đừng ra cái canh này bỏ, cái cà phê này phải bỏ này. Anh dược cái canh này ra rồi vì nó bị khuyết cái bên này, cái canh này anh có thể bỏ đi. Anh dược canh này em tầng tên rồi thì bây giờ anh có canh này lần lên anh phải dược canh này. Thì những cái thằng tên này vậy, như những cái thằng này này đeo xong nó cũng chết thì không bằng mình bỏ ngay bây giờ luôn. À, năm nay mình tỉa lại những cái canh đó. Như hồi thằng này hồi xưa để hơi ẩu ra cái đầu thằng này trồng này này. Thì bây giờ cái giai đoạn này cho trầy cho sáng lắm thì mình lại mất đấy. Thì những thằng này đấy này, nó nhà khớp hết. Cái này hồi trước mà anh chịu khó sửa, sửa cành khi đứng nón, nó nón nhỏ nhỏ này. Thì cái không bị mất thôi. Thằng đỏ đi đó, thằng này kẹo nhẹ quá. Nhưng bây giờ hết rồi. Nó mất cái kỳ hoặc là cành từ lúc đầu á. Có một chỗ bên em bị gió thổi á, ăn gần đầu như á. Những cái đó cùng về về mấy cái máy về mấy bọn phân về là cái lúc một mối đúng không ạ? Dạ mối cái mối em cần về ông trả thôi về chứ không về rồi là những cái mối có không?